Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Pháp lý Dohiko. Mình là Tơ, chuyên viên kế toán của công ty Dohiko. Công ty Dohiko của mình chuyên về các dịch vụ như là dịch vụ kế toán, thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thay đổi giấy phép và các dịch vụ khác. Ở video trước, chúng ta đã tìm hiểu về các đối tượng được gia hạn nộp thuế trong năm 2023 theo Nghị định 12. Cụ thể thì gồm có 4 nhóm đối tượng mình đã nêu ở video trước. Bạn nào chưa biết các đối tượng nào được gia hạn nộp thuế thì vào kênh Pháp lý Dohiko để xem lại video trước nhé. Hôm nay, ở video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại thuế được gia hạn và thời hạn gia hạn của các loại thuế. Mời mọi người cùng theo dõi. Các loại thuế được gia hạn nộp thuế trong năm 2023 gồm có thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tiền thuê đất. Về thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng trong năm 2023, thì cụ thể tại khoản 1 điều 4 Nghị định 12 quy định về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu như sau. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1 quý 2 2023 đối với trường hợp kê khai theo quý của doanh nghiệp tổ chức nêu tại điều 3 Nghị định 12/2023. Thời gian gia hạn sẽ là 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 2023 và quý 1 năm 2023. Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý 2 năm 2023. Thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn thực hiện kê khai nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Cụ thể, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng quý được gia hạn như sau. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2023. Của tháng 4 là chậm nhất ngày 20 tháng 11 năm 2023. Tháng 5 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023. Của tháng 7 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023. Của tháng 8 chậm nhất cũng là ngày 20 tháng 12 năm 2023. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2023 chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2023. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2023 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2023. Lưu ý là trường hợp doanh nghiệp tổ chức nêu tại điều 3 Nghị định 12 có các chi nhánh đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 3 Nghị định 12 không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Thứ hai là về thời hạn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 quý 2 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý 1 năm 2023 là ngày 30 tháng 7 năm 2023. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý 2 năm 2023 là ngày 30 tháng 10 năm 2023. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức nêu tại điều 3 Nghị định này có các chi nhánh đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trường hợp các chi nhánh đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 3 nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ ba là việc gia hạn đối với thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, tiền thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh trong năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 3 nghị định này, thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Thứ tư là đối với tiền thuê đất. Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điều 3 nghị định này được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Trên đây là toàn bộ thời hạn gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn về thủ tục gia hạn và cách lập giấy đề nghị gia hạn. Vì vậy, mọi người hãy bấm theo dõi kênh Pháp Lý Đôi Cô và đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video sau nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.